Lăng mộ này chứa đựng hơn 8.000 bức tượng các chiến binh và người chiến. Chúng được chôn vùi cùng tướng lĩnh theo truyền thống lúc bấy giờ. Quân đội này được tạo ra từ năm 200 trước công nguyên. 10 công trình công nghệ cổ mà các nhà khoa học chưa giải thích được. Hello, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với channel Tòa Bí Ẩn, chuyên cập nhật những thông tin nóng sốt nhất hiện nay. Trên thế giới có những công trình kiến trúc cực kỳ hoàn mỹ. Nếu nó được xây dựng trong thời đại ngày nay thì đó quá là điều bình thường luôn. Tuy nhiên, những công trình đó được xây dựng cách chúng ta hàng nghìn năm thì mới là điều bí ẩn đáng để chúng ta khám phá. Hãy cùng Tòa Bí Ẩn tìm hiểu 10 công trình cổ đại được con người dựng lên từ cái thời ngày xưa nhé. Và chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta let's go. Một Kharnes của Gunabed, Kharnes of Gunabed hay còn được biết đến với cái tên gọi là Karit Kai Khodro. Đây là một trong những mạng lưới ống dẫn nước ngầm lâu đời và lớn nhất trên thế giới. Theo ước tính của Tòa Bí Ẩn thì nó được xây dựng từ năm 700 đến 500 trước công nguyên bởi đế chế Achaemenid. Ngày nay nó thuộc tỉnh Rajavi Khorasan của Iran. Khu phức hợp này có 427 giếng nước với tổng chiều dài lên tới 33.113m. Những ống nước 3.000 năm tuổi này được gọi là tuyệt tác của kỹ thuật và cho đến ngày nay một số đường dẫn nước vẫn còn sử dụng được. Một trong những sự độc đáo của công trình là kỹ thuật đào giếng của những người thợ. 2. Kiến trúc bằng đá dưới biển sâu. Một công trình kiến trúc khổng lồ bằng đá hoành tráng được phát hiện dưới đáy biển Galilee ở Israel. Theo nghiên cứu, nó đã được xây dựng cách đây khá lâu, tuổi thọ của nó rơi vào khoảng 4.000 năm tuổi. Công trình này được phát hiện vào mùa hè năm 2003 trong một cuộc khảo sát sonar. Các nhà nghiên cứu cho biết, cấu trúc bí ẩn này có hình nón, nguyên liệu chính là từ đá cuội và đá bazan, nặng ước tính vào khoảng 60.000 tấn. Trọng lượng có thể so sánh với tất cả các loại tàu chiến hiện đại. Chiều cao của nó gần 10m và đường kính khoảng 70m. Nó dường như là một mỏm đá khổng lồ, những tảng đá chồng chất lên nhau. Cấu trúc này chúng ta dễ bắt gặp trong các công trình kiến trúc trên thế giới và đôi khi nó được dùng để đánh dấu các điểm chôn cất. 3. Thị trấn dưới lòng đất, Derin Kuyu. Chúng ta hay xem phim viễn tưởng hay là phim hoạt hình thì thấy có những thành phố ở sâu dưới lòng đất. Cứ tưởng nó chỉ có trong phim, nhưng ở ngoài đời cũng có một thành phố thực như thế. Trên cao nguyên Kapadokia thuộc tỉnh Nevşehir của vùng đất huyền thoại Thổ Nhĩ Kỳ, có một thị trấn gọi là Derin Kuyu. Bên dưới Derin Kuyu là một thành phố ngầm vô cùng sâu và rộng theo kiểu kiến trúc cổ đại, hiện vẫn còn được bảo tồn cho đến ngày nay. Thành phố này được cho là xây dựng vào khoảng thời gian năm 780 đến 1180 sau công nguyên. Thành phố ngầm Derin Kuyu đã được phát hiện một cách tình cờ vào năm 1963, khi một gia đình địa phương đang sửa nhà thì một bức tường đổ xuống để lộ một căn phòng và thông đạo dẫn tới một mạng lưới ngầm trong lòng đất. Derin Kuyu có tổng cộng 11 tầng với chiều sâu 85m và diện tích hơn 6,5 km². 4. Nhà thờ đá Ethiopia. Trong nhiều thế kỷ nay, nhà thờ đá Lalibela nổi tiếng là một trong những kỳ quan của thế giới, nhưng rất ít người biết đến ngoài trừ người dân địa phương. Thành phố Lalibela nằm trong khu vực Siemen Volo thuộc vùng Amhara ở độ cao gần 2.800m so với mặt nước biển trên vùng cao nguyên, xung quanh đều là những vùng núi đá và khô cằn. Tại nơi đây vào thế kỷ 13, những tín đồ sùng đạo Thiên Chúa bắt đầu đục đẽo những khối đá núi lửa màu đỏ để xây nên 13 nhà thờ. 4 trong số những nhà thờ đó được hoàn thiện đứng độc lập với khối đá, phần nền móng vẫn gắn với khối đá lớn. Ngày nay ở đây chỉ còn lại 11 nhà thờ được chia thành 3 nhóm. Để đào và tạo hình cho các nhà thờ, khoảng 40.000 người thợ Ethiopia xưa kia dùng các công cụ giản đơn gồm cuốc, đòn bẩy, rìu nhỏ và đục để đào những rãnh sâu nhất để tách rời toàn bộ cấu trúc của nhà thờ ra khỏi núi đá. 5. Đền Kailasa. Ấn Độ nổi tiếng với nền văn hóa đa dạng, lịch sử đầy màu sắc và những công trình bí ẩn. Ngôi đền Kailasa, tác phẩm điêu khắc đa đơn cổ nhất trên thế giới, đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất trên thế giới. Quần thể đền cũng là trọng tâm nghiên cứu của các nhà khảo cổ vì họ vẫn chưa thể tìm thấy câu trả lời về cách xây dựng kiệt tác Kailasa bằng các phương pháp truyền thống cổ xưa. Thuộc địa điểm khảo cổ Ellora, đền Kailasa là công trình điêu khắc đá lâu đời nhất và lớn nhất thế giới. Một trong những điều tạo nên sức hút của ngôi đền là bí ẩn về nguồn gốc, ai đã điêu khắc nó và cách thức xây dựng. 6. Đền Jupiter Babek. Đền Jupiter ở Babek, Lebanon được biết đến là khu bảo tồn La Mã cổ đại lớn nhất. Cho tới nay, người thiết kế ngôi đền cũng như thời điểm chính xác xây dựng công trình này vẫn còn là một ẩn số. Ngôi đền có thể bắt đầu xây dựng vào khoảng năm 16 trước công nguyên và gần hoàn thành vào khoảng năm 60 sau công nguyên. Và để tạo ra quần thể đền thờ khổng lồ này, con người đã phải mất 3 thế kỷ xây dựng. Ngôi đền có kích thước 88x48m, bao quanh bởi không dưới 54 cột đá. Những cột đá cao 20m, đường kính khoảng 2m. Dầm ngang của đền phía trên có chiều cao 5m. Bên trong ngôi đền là những bức tường cao và các cột làm bằng gỗ tuyết tùng nhằm hỗ trợ mái lớn. Những máng xối có hình dạng đầu sư tử được thiết kế để thoát nước khi tuyết tan. Và những ngày đầu mùa xuân, cảnh tượng trở nên tuyệt đẹp khi nước tan chảy và rơi từ độ cao 25m. Ngôi đền được xây dựng để thờ Jupiter Heliopolis, vị thần tối cao trong tôn giáo và thần thoại La Mã cổ đại. 7. Tycho Waymuller. Chắc hẳn là chúng ta chưa quên được những lời đồn đại về ngày tận thế 21 tháng 12 năm 2014. Và từ đó thì người Maya cũng được biết đến nhiều hơn về nền văn hóa thiên văn cổ đại của mình. Thiên văn là một trong những bí ẩn của bộ tộc này. Có rất nhiều kiến trúc để nghiên cứu thiên văn của người Maya cực kỳ độc đáo. Kiến trúc độc đáo nhất có thể kể đến là những kim tự tháp có hình dạng vuông vức tuyệt đối. Chúng được xây theo kiểu ở đến đâu xây đến đó một cách tạm thời nhưng vô cùng chắc chắn và chính xác. Trên các bức tường được trang trí bằng những bức tranh tuyệt đẹp với nội dung kể về câu chuyện của các vị vua và hoàng hậu người Maya, những điệu múa dân gian, bài hát cũng như các cuộc chiến tranh của người Maya.
Công trình này được công nhận là di sản văn hóa vật thể thế giới vào năm 1979. 8. Newgrounds Island. Newgrounds là một di chỉ khảo cổ nằm ở thung lũng Boyle thuộc hạt Meath ở Ireland. Mặc dù công ty xây dựng đã xây một con đường chạy vào bên trong công trình này từ thế kỷ 17, nhưng mãi 3 thế kỷ sau, người ta mới bắt đầu nghiên cứu về công trình bí ẩn này. Được xây dựng trong khoảng thời gian từ 3300 đến 2900 trước công nguyên, Newgrounds là công trình xây dựng cổ nhất trên thế giới còn tồn tại. Gò đất tạo nên khu lăng mộ Newgrounds đã trở thành điểm đến ưa thích của du khách trên khắp thế giới. Các cuộc khai quật lớn đã tìm thấy những lối đi với những đường tròn hoàn hảo. Chúng có niên đại còn lớn hơn các kim tự tháp ở Ai Cập. Và công trình này được công nhận là di sản văn hóa vật thể thế giới vào năm 1993. 9. Stonehenge. Theo lời kể của người dân địa phương, bãi đá này được xây dựng bởi pháp sư Merlin. Trong thực tế, Stonehenge đã xuất hiện trước khi Merlin ra đời. Làm thế nào để người ta có thể vận chuyển những khối đá vô cùng nặng từ một nơi xa hàng trăm km? Khu vực quanh Stonehenge không hề có nơi nào khai thác đá, nghĩa là người ta phải vận chuyển những tảng đá này từ rất xa. Phương thức vận chuyển những khối đá này vẫn còn là một bí ẩn. Dù đó là đài quan sát thiên văn, do vị trí của các hốc đá nằm đúng với những thiên thể trong hệ mặt trời, hay đó là nơi cầu nguyện với thần thánh khi các linh mục Celtic đã dùng nó, thì chúng ta vẫn chưa biết được chính xác ai đã sử dụng nó để làm gì. Khu vực này và các khu vực xung quanh đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1986. 10. Đội quân đất nung. Chúng ta nhắc đến Trung Quốc là nhắc đến những điều bí ẩn và độc đáo với lịch sử hàng ngàn năm phong kiến, có thể kể đến như Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, hay đặc biệt là không thể không nhắc đến đó là lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Lăng mộ này chứa đựng hơn 8.000 bức tượng các chiến binh và người chiến. Chúng được chôn vùi cùng tướng lĩnh theo truyền thống lúc bấy giờ. Quân đội này được tạo ra từ năm 200 trước công nguyên. Điều gây ngạc nhiên với các nhà khoa học là những bức tượng được tạo ra với kích thước như người thật và chính xác đến từng chi tiết. Hàng ngàn khuôn mặt đều khác nhau, không thể tìm thấy hai gương mặt giống nhau. Trong cuộc khai quật vào năm 1970, các nhà khoa học đã phải rất cẩn thận trong quá trình làm việc. Một huyền thoại cổ xưa được kể về ngôi mộ này, rằng nó liên kết với vị hoàng đế đã khuất từ thế giới bên kia. Đây là công trình được công nhận di sản văn hóa vật thể thế giới vào năm 1987. Đó là những công trình bí ẩn và độc đáo của người xưa mà các nhà khoa học vẫn chưa tìm được câu trả lời. Không biết là có sự nhúng tay của người ngoài hành tinh không ta? Các bạn thấy sao? Hãy comment ý kiến ở bên dưới video nha. Và đừng quên là like, share, subscribe và ấn chuông cho kênh nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.